các bạn đến với kênh Dạ Bầm TV. Mình là Sửu. Mình là Ti. Mình là Nhật. Thì hôm nay mình sẽ thi giải Rubik. Hôm nay mình sẽ cục Rubik 3x3. Người nào thắng, hai người thắng đầu tiên sẽ vô chung kết, người thua cuối cùng sẽ loại. Là mình thi hai vòng. Người nào hạng nhất người đó sẽ được phần quà. Bắt đầu là mình sẽ bấm giờ. Đây, ai cũng sẽ về số 0. Đây là bạn Sửu. Đây là bạn Ti. Bắt đầu mình sẽ bấm giờ nha. Nghe tiếng đếm nha các bạn. 1, 2, 3. Vô. Đây là cuộc thi aerobic. Hai người đầu tiên sẽ vô chung kết, người cuối cùng sẽ bị loại. Nhiều con số quá nhanh. Đây, bạn Nhật đã thành công các bạn. Bấm vào con số ơi. Rồi, bạn Ti. Bạn Ti làm thử thì hay lắm các bạn. Bạn Ti làm thiệt, bạn Ti sao bạn Ti? Dạ. Làm thiệt thì sao? Dạ, cũng hơi hơi gung. Rồi, hai bạn này đã thắng rồi. Rồi, bạn Ti ngừng đi bạn Ti ơi. Bạn Ti nó lội ra các bạn. Cảm nghĩ của bạn thắng một vòng như thế nào bạn Nhật? Easy. Hả? Dễ. Dễ hả bạn? Đây, tôi thấy rất khó nha các bạn. Nhưng mà bạn Nhật là dễ. Đối với tôi rất là đau đầu. Bạn sao bạn Sửu? Game là dễ. Dễ hả? Vậy bạn giải 4x4 không? Mình chưa học. Bạn chưa học hả? Bạn Ti thấy sao bạn Ti? Dạ thấy nhục. Thấy nhục. Bây giờ chung kết của mình nha các bạn. Chung kết của mình là sẽ thi 3 vòng. Rồi bây giờ là hai cục Rubik của hai bạn sẽ đổi chéo cho nhau, tự phá cho nhau nha. Đó, rồi sẽ trao lại cục Rubik của người nào qua người đó. Hai vòng đầu tiên là sẽ thi hai tay, vòng cuối cùng là sẽ thi một tay nha các bạn. Rồi các bạn đã về số 0 chưa? Đây, bạn Sửu đã về số 0. Bạn Nhật đã về số 0. Các bạn bắt đầu nghe tiếng đếm nha. 1, 2, 3. Hai bạn làm nhanh quá. Ồ, bạn Sửu khá nhanh. Cố lên, cố lên. Cố lên Nhật ơi. Cố lên Sửu ơi. Này Nhật đã xong hoàn thành. Thành là 4, 6, 7, 8 giây. 6 giây. Bạn Sửu là 55 giây. Rồi, hai bạn đã kết thúc. Bạn người đầu tiên thắng đó là bạn Nhật. Cảm nghĩ sao bạn Nhật? Vui. Vui hả? Cảm nghĩ sao bạn Sửu khi thua bạn Nhật? Bạn Sửu quê quá. Quê quá hả? Bắt đầu mình giải màn 2 nghe các bạn. Bắt đầu mình đổi cho nhau đi. Mình dặn đổi cho nhau. Đó, bắt đầu màn 2 bắt đầu nha. Bắt đầu. We'll be right back.
là màn 2. Màn cuối cùng là mình sẽ dùng một tay nha các bạn. Đúng tập, số tập trung quá. Nhật thấy cố lên. Cố lên bằng Nhật ơi. Bây giờ là 33, 34 giây. Vậy số đó thành công. Nhật 43 giây. Mình sẽ thi màn thứ 3 các bạn. Màn thứ 3 là sẽ thi một tay. Không được để cục Rubik dưới bàn. Chỉ cầm trên tay thôi nha các bạn. Rồi hai bạn trao đổi cục Rubik cho nhau. Hai người sẽ khóa nhau nha các bạn. Như vậy thì nó sẽ công bằng hơn nha các bạn. Bắt đầu hai bạn nghe tiếng đếm nha. 1, 2, 3. Lật gì bằng sủ. Bằng sủ chẳng không nổi rồi các bạn. Sủ kiếm gì bằng sủ. Đây một tay bằng giật rất là nhanh các bạn. Sủ lên Nhật ơi. Các bạn, mày số là một tay không quen, nên mày số hơi chậm, không được để dưới bàn nha. Nhanh lên mày số ơi, cố gắng lên mày số. Rất là nhanh. Từ tay kia bằng Nhật, quéo như bằng Nhật. Đây bằng sủ còn quéo hơn nữa nha các bạn. Một tay bằng sủ làm, một tay bằng sủ quéo. Sủ quéo vậy nè. Quéo lên sủ ơi. Đây bằng Nhật cũng quéo không kém mặt bằng Nhật. Mặt bằng Nhật kỳ bằng Nhật. Làm bằng tay hơn mà mặt với tay chân quéo rồi hả. Cố gắng lên bằng sủ ơi. Cảm giác sao bằng sủ. Cố gắng lên. Cảm giác sao bằng Nhật. Cố gắng lên. Hai bạn này bây giờ đang chung kết nha các bạn. Nãy giờ là hai bạn nó 1-0. Nãy giờ hai bạn nó 1-1. Hai bạn đang chung kết. Chỉ là một tay thôi, không để dưới bàn. Còn tay bằng sủ quéo rồi các bạn. Đây tay bằng sủ đây. Tay bằng sủ đang quéo. Nhìn tay bằng Nhật không phải quéo nữa mà mặt bằng Nhật cũng quéo theo luôn nha. Rồi bạn Nhật đã thành công. Bạn Nhật 2 phút 51 giây. Cố lên bạn Sủ ơi. Cứng không? Không sao cạnh lại nó cứng lắm. Ngọt. Cố gắng lên. Một tay như thế là hay rồi. Số đó thành công.
Tần số thành công rồi các bạn. Tần số là 3 phút 32 giây. Vậy là người chiến thắng là bạn Nhật. Chúc mừng bạn Nhật nha bạn Nhật. Mình sẽ trao phần thưởng cho bạn Nhật nha các bạn. Đây là phần thưởng của bạn Nhật. Phần thưởng của bạn Nhật nha các bạn. Người về nhất. Bạn Nhật cảm nghĩ thế nào bạn Nhật? Dạ, khúc cuối cứng tay. Cứng tay hả? Mà sao mặt nó cũng cứng quéo quéo giống vậy vậy? Nó đau. Đau tay. Đây là phần thưởng của bạn Sửu. Người về nhì. Cảm giác một tay như thế nào bạn Sửu? Nó vừa cứng, nó vừa tê, nó kỳ lắm. Kỳ lắm hả? Hai tay thì như thế nào? Hai tay thì bình thường quen rồi. Đây cảm... Thêm. Bạn nhớ về nhà tập thêm để chiến thắng nhau dòng sau nha bạn. Dạ. Dữ mấy đơn rồi. Thôi mình chào khán giả nha các bạn. Bye bye các bạn, nhớ bạn chúc kênh và bạn chia sẻ và một like, chúc các bạn xem em các bạn. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn nha. Bye.